tiểu thơ. Trong tình cảnh này mà tiểu thơ còn gọi tôi là công tử, sao tôi thấy nó chua chát quá. Công tử còn giận à? Tôi đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được trước tấm chân tình cao cả. Mà tiểu thơ đã dành tặng cho kẻ đã xa cơ. Thank you.
rừng rực lửa yêu thương ta nguyện cùng ai thề Oh.
chờ đôi thời gian ơi chờ nỗi mong chờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nếu em đã bảo rằng yêu và vì yêu và lầm tin người phán trách, thì anh đau khổ vạn lần hơn vì yêu em mà đành tâm làm kẻ dông người tình. Yeah.
thay